Xin chào các bạn, Ngọc Anh rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của tin tức mới và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình theo dõi nhé! Loại chuối khủng nhất Việt Nam, mỗi trái nặng 1kg, hai người ăn mới hết. Chuối là loại quả quá quen thuộc với chúng ta, tuy nhiên có một giống chuối rất đặc biệt, cho quả to gần bằng cả cánh tay như dưới đây thì không phải bất cứ ai cũng biết đến. Mới đây một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip khoe quả chuối có kích thước khổng lồ mình vừa nấu làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Sau đó có người nhận ra đây chính là chuối táo quạ, một đặc sản rất quen thuộc của miền Tây, thường được trồng nhiều ở huyện Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh, phải luộc lên thì mới ăn được. Chuối táo quạ còn được gọi là chuối mễ hoặc là chuối tá quạ, khi vừa mới trồng đến khi ra hoa mất tới 8-9 tháng trời. Mỗi lần thu hoạch trên mỗi cây nhiều lắm cũng chỉ vài nải, mỗi nải lại cho không quá 12 trái. Chuối táo quạ có thể dài đến 50cm, kích thước to bằng cổ tay người lớn. Vì cho ít trái nên người nông dân chỉ trồng vài cây trong vườn để ăn hoặc thờ cúng, chứ ít khi trồng để bán. Hơn nữa từng có quan điểm, nếu trồng chuối táo quạ thì sẽ mang lại điểm không may bởi quá trình trổ buồng vào ban đêm của nó thường gây ra tiếng động khá đáng sợ. Tuy nhiên với nhu cầu tăng cao trong vài năm trở lại đây thì giống chuối này có xu hướng được trồng nhiều hơn trước. Khác với chuối thông thường, chuối táo quả khi ăn sống có vị rất nhạt và nhão, buộc phải luộc chín lên như chuối sáp thì mới có độ dẻo và thơm ngon đặc biệt. Bên cạnh đó, người ta có thể dùng loại chuối này để thay thế cho khoai tây trong món cà ri hoặc làm nguyên liệu cho các món lẩu sẽ giúp phần nước dùng thơm ngon và đậm đà hơn. Theo kinh nghiệm truyền lại để luộc chuối tá quả thì phải cuốn dây quanh từng trái như bánh tét, sao cho vỏ chuối không bị nứt. Như vậy thì nước sẽ không thấm được vào bên trong gây nhão, nhạt ruột chuối. Giá thành của nó cũng khá cao so với mặt bằng chung. Một quả chuối táo quả đã luộc xong có giá là khoảng 20.000 đồng. Các kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng tinh bột và đường trong chuối táo quả thấp hơn chuối thường. Nó cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, có thể thay thế cho gạo hoặc khoai tây. Thường xuyên ăn chuối táo quả sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động chân chu, hỗ trợ giảm cân, củng cố hệ miễn dịch, giảm cholesterol và góp phần giúp ổn định lượng đường trong máu. Hiện nay, việc nhân giống chuối táo quả cũng đang là một khó khăn với người nông dân. Dù thân chuối khá nhỏ, không tốn nhiều diện tích, tuy nhiên lại rất khó trồng. Thông thường một cây chỉ cho một hai mầm con, tùy từng loại to nhỏ mà cây giống của chuối táo quạ có giá dao động từ 150 đến 450 000 đồng một cây. Thời điểm chuối ra buồng cần phải làm giá đỡ vì thân chuối nhỏ, yếu mà buồng chuối thì lại to và nặng nên là rất dễ gãy đổ. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này, hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của Tin tức mới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức mới nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.